Chào mừng các bạn đến với kênh Review sức khỏe mỗi ngày cùng HCT. Trên tay của mình đây là Nato Kirase 4000 FU Orihiro. Biện pháp phòng ngừa đột quỵ của Nhật Bản. Được chiết xuất từ món ăn Nato truyền thống của Nhật. Nó được chứng minh giúp thúc đẩy quá trình lưu thông của đầy máu não, từ đó hỗ trợ làm tan, ngăn ngừa hình thành của máu đông và đột quỵ hiệu quả. Và bây giờ mình sẽ review bên ngoài của sản phẩm. Còn chủ đạo của hộp Nato Kirase 4000 FU Orihiro được dán thông tin bên ngoài là màu vàng và màu đen. Bên trên có tem niêm phong dán trong suốt rất chắc chắn. Và các bạn lưu ý, hầu như các loại thực phẩm chức năng ở nước ngoài chỉ có tem niêm phong dán trong suốt chứ không tem chống hàng giả nhé. Đây là tem phụ của sản phẩm, bổ sung thông tin bằng tiếng Việt, các thông tin, thành phần, công dụng, cách dùng. Lưu ý, nhà nhập khẩu và nhà phân phối của sản phẩm nên giới có hạn sử dụng của sản phẩm, vì đây là hàng của Nhật mà nước họ sử dụng định dạng thời gian năm rồi đến tháng rồi đến ngày. Người này với định dạng thời gian ở Việt Nam nên chúng ta quen thuộc đến định dạng ngày ở trước, tháng ở giữa và năm ở cuối. Ở dưới hộp có mã vạch của sản phẩm. Và bây giờ mình xem một hộp để xem nó bên trong nhé. Ở bên trong được dán thông tin như bên ngoài cửa hộp và được làm bằng thủy tinh rất chắc chắn và lịch sự. Và bây giờ mình sẽ mở lọ để xem uống bên trong. Khi mở nắp, xem một bọc ni lông có tác dụng chống sốc để làm tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến viên thuốc. Một lọ 60 viên và uống bên trong là dạng viên năng mềm, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ và thúc đẩy quá trình lưu thông của hạt máu não. Và thành phần có trong viên uống Nato Kirase 4000 FU Orihiro là chiết xuất nuôi cấy vi khuẩn Nato 200mg, DHA 85mg, EPA 9mg, DBA 2mg, Lutein 8mg, Heparin 4mg, Lecithin 10mg, Vitamin E 5mg. Với các thành phần trên thì viên uống có công dụng thúc đẩy quá trình lưu thông tuần hoàn máu não, hỗ trợ làm tan cục máu đông và ngăn ngừa hình thành cục máu đông, hỗ trợ phòng ngừa các nhân mạch máu não gây ra tai biến và đột quỵ, bổ sung và tăng cường dưỡng chất cho não bộ, giúp hệ thần kinh hoạt động hiệu quả. Ngoài ra nó còn cải thiện trí nhớ ở người cao tuổi, hỗ trợ điều trị các biến chứng do đột quỵ hoặc tai biến gây ra, hỗ trợ phòng ngừa não hóa, chống lại các gốc tự do, tăng cường sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa oxy hóa chất béo và các trạng sự hình thành của cholesterol gây ra mỡ nhiễm máu, từ đó giúp lưu thông máu ổn định hơn. Và luôn sử dụng viên uống Nato Kirase 4000 FU Orihiro là người có tiền sử tai biến mạch máu não, người có lưu thông máu kém hay hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, người muốn phòng ngừa tai biến đột quỵ, người có chế độ sinh hoạt và ăn uống không điều độ, người mắc bệnh thừa cân, béo phì hay lượng mỡ trong máu cao, nếu muốn tăng cường sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Một hộp Nato Kirase 4000 FU Orihiro chứa 60 viên và được nhà sản xuất khuyến cáo cách sử dụng theo: người uống 2 viên, uống trước hoặc sau ăn, nên uống nhiều nước khi sử dụng sản phẩm. Và lưu của sản phẩm là không dùng cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho ăn bú không nên sử dụng, tham khảo bác sĩ nếu bạn đang dùng thuốc khác. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, và quản lý thuốc ráo tránh gắn trực tiếp. Vì Nato Kirase 4000 FU Orihiro là thực phẩm chức năng không phải là thuốc, do đó mức hiệu quả nhanh hay chậm để phù hợp cơ địa của mỗi người, có thể đang hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ và cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe, thì Nato Kirase 4000 FU Orihiro sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ đến hotline bên mình 0978962356 và truy cập vào đường link bên dưới mô tả hoặc để lại bình luận dưới video này nhé. Video thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.